Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo thì không thể không nhắc đến những ca khúc về Bác Hồ do nghệ sĩ nhân dân thể hiện. 35 năm gắn bó với âm nhạc, hát nhiều thể loại chủ đề, nhưng dấu ấn mà nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo để lại là Vào lăng viếng Bác, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Bác Hồ, Một tình yêu bao la, và đặc biệt là ca khúc Thăm bến Nhà Rồng, gần như đóng đinh tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Bản thu âm đã gần 30 năm của nghệ sĩ nhân dân đã được nhiều thế hệ khán giả thuộc nằm lòng. Và nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu của chúng ta, chương trình Chào Buổi Tối đã mời đến trường quay ngày hôm nay, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo, để nghệ sĩ nhân dân có thể chia sẻ về ca khúc Thăm bến Nhà Rồng, cũng như là tìm những lời giải đáp vì sao cho đến bây giờ nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo mới có thể thực hiện được một MV của mình. Vâng, lời đầu tiên xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo đã cùng đồng hành với chương trình Chào Buổi Tối. Khi mà mọi người đã biết đến nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo thì thường mọi người sẽ nghe đến các cái ca khúc hát về Bác Hồ. Và trong một cái ngày rất là đặc biệt, rất là linh thiêng của cả nước chúng ta, khi mà nhắc tới những cái bài hát về Bác Hồ thì không biết là cảm xúc lúc này của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo như thế nào ạ? Không cứ gì đến ngày sinh nhật của Bác hoặc là những ngày lễ lớn mà chúng ta nhắc đến Bác, mà có thể bất kể một ngày nào chúng ta cũng nhớ đến Bác. Bởi vì cái nghề nghiệp của tôi làm như là một cái dòng chảy của cuộc đời. Tôi luôn luôn mang bài hát đến với khán giả, và tôi luôn luôn thổi hồn vào bài hát với một tấm lòng kính yêu đối với Bác. Chính vì thế những bài hát về Bác Hồ tôi đã song hành với tôi rất nhiều năm qua. Và nhưng đến ngày lễ lớn như ngày sinh nhật Bác thì thật ra ai cũng nhớ đến Bác cả, và ai cũng muốn mang một món quà thật nhỏ bé của mình để tặng Bác. Thì bản thân tôi cũng là một trong những người đã hát rất nhiều bài về Bác. Thì những ngày như thế này, nghĩ đến Bác, nghĩ đến quê hương của Bác cũng là quê hương của tôi, rất là xúc động. Vậy thì có rất nhiều trường phái, có rất nhiều ca khúc mà nghệ sĩ nhân dân đã thể hiện. Tuy nhiên thì khán giả vẫn rất là thân thuộc, vẫn rất là cảm xúc khi mỗi lần nghe nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo hát về Bác. Vậy thì cái cơ duyên để mà nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo đến với ca khúc và viết về Bác Hồ thế nào? Thật ra tôi hát bài về Bác là tôi hát bài Vào lăng viếng Bác. Vâng. Sau này thì có một cuộc thi đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc, thì tôi đã tìm đến nhạc sĩ Trần Hoàn và tôi xin nhạc sĩ bài hát này. Một bài hát duy nhất nói về ngày Bác Hồ tìm đường cứu nước. Mà bài hát này thật ra thì mọi người vẫn cứ nghĩ là tôi là người đầu tiên hát. Nhưng mà tôi là người thứ hai hát bài này. Người đầu tiên là cô Trang Nhung ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và khi đấy thì cô chỉ mới thu thôi. Còn tôi là ở bên biểu diễn. Và khi mà nhạc sĩ Trần Hoàn đưa bài hát này cho tôi thì thật sự nhạc sĩ rất là hoài nghi. Bởi vì giọng hát của tôi lúc đó, cái thời điểm đó, thời điểm còn trẻ, thì tôi hát, thế mạnh của tôi là hát về nhạc nhẹ. Nhưng mà chính vì thế cho nên là nhạc sĩ cũng rất là hoài nghi khi mà trao bài hát này cho tôi. Một cái sự hoài nghi của nhạc sĩ Trần Hoàn đã làm cho tôi, khích lệ cho tôi cái tinh thần của tôi vượt qua cái khó khăn này. Bởi vì hát bài về Bác không hề đơn giản chút nào cả. Hát một bài bình thường, một ca khúc bình thường để chạm vào trái tim khán giả đã là khó rồi, huống gì mình hát một bài về Bác lại càng khó hơn. Tôi sinh ra ở Vinh, nhưng ba tôi lại làm giám đốc bảo tàng Kim Liên quê Bác. Chính vì thế từ nhỏ tôi đã được nghe ba tôi kể về chuyện Bác Hồ rất nhiều. Từ đó đã ngấm vào trong trái tim tôi, ngấm vào tâm hồn tôi. Cho nên khi hát bài về Bác, tôi đã dồn hết sức, dồn hết tâm hồn của mình và hát với tấm lòng kính yêu, hát với cảm xúc nồng nàn nhưng không bi lụy, không ủy mị, làm thế nào đó để chạm vào trái tim khán giả. Rõ ràng một bài hát thân thương, nhưng vừa rồi qua nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo cũng chia sẻ là chúng ta không ủy mị, chúng ta vẫn mang một cái tinh thần nào đó của một Bác Hồ kính yêu vĩ đại của chúng ta. Thanh Liêm tự hỏi là sau 40 năm hoạt động nghệ thuật âm nhạc của mình, thì gần đây nhất thì nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo đã cho ra một MV
thăm đến nhà rồng. Vậy thì cái ý nghĩa của MV này như thế nào, và tại sao đến cái thời điểm này thì MV này mới có thể xuất hiện trước công chúng, thưa nghệ sĩ Nhân Dân? Đã 30 năm hát bài thăm bến nhà rồng, nhưng mà để mà làm một MV về Bác thì đấy là cái niềm đau đáu của tôi cũng như của nhạc sĩ Trần Hoàn. Trước khi chú mất, chú không nói lời nào đâu, chú không yêu cầu gì cả, mà trong cái ánh mắt của chú, trong khóe mắt của chú cũng nói lên được điều chú muốn cái bài này được làm một MV, được làm cái gì đó để đời, được làm cái gì đó để tri ân đối với khán giả. Và đấy cũng là cái tâm niệm của tôi. À, cho đến khi mà đến năm cuối năm 2019 thì tôi và đạo diễn nghệ sĩ Nhân Dân Việt Hương đã cùng với nhau xây dựng ý tưởng sẽ là một MV thăm bến nhà rồng, và tôi phải vào tận bến cảng nhà rồng tôi quay. Những cái cảm xúc lúc mà đoàn làm phim cộng với nghệ sĩ Nhân Dân Thái Bảo quay cái chương trình, quay cái MV đấy, nó lắng đọng như thế nào? 30 năm hát bến nhà rồng nhưng mà chưa bao giờ hát ở bến nhà rồng bài hát đó, cho nên là nó có rất nhiều ấn tượng, rất nhiều kỷ niệm và rất nhiều cảm xúc. Tôi nhớ nhất cái đoạn, cái lời hai ấy. Bến nhà rồng ôi trăm nhớ ngàn mong, mãi trông chờ mà chưa thấy Bác về. Chưa có lần nào xúc động như lần này. Bởi vì khi đặt chân đến bến nhà rồng, chúng tôi đoàn làm phim vào thắp hương cho Bác, sau đó đi ra bến cảng nhà rồng, cái mảnh đất nơi mà Bác đã đi tìm đường cứu nước, thì có một cái lúc khoảnh khắc rất là xúc động, là rất nhiều người xem tôi quay cái bài đó. Có mấy cháu nhân viên làm ở bến cảng nhà rồng thì các cháu nói rằng là ô, cô là người hát bài thăm bến nhà rồng á? Bọn cháu đã dùng cái đĩa này mấy chục năm nay rồi, cứ mở suốt ngày. Và người dân Sài Gòn đi qua bến cảng nhà rồng đều nghe tiếng hát của cô. Hôm nay thật sự cháu được nhìn thấy người trần mắt thịt của cô, chúng cháu rất là xúc động mà cô lại đến đây để hát. Nó rất là ý nghĩa và ấn tượng. Và khi tôi cất tiếng hát lên thì thực sự bản thân tôi cũng nổi da gà. Và tôi nhìn những người xung quanh đứng xem tôi hát thì mọi người đều rưng rưng. Cái cảm giác đó đêm về tôi không ngủ được, bởi vì cũng là lần đầu tiên tôi được đến bến nhà rồng, tôi hát bài thăm bến nhà rồng. Vâng, có lẽ là nghe những lời chia sẻ của nghệ sĩ Nhân Dân Thái Bảo thì ngay bây giờ thì kính mời toàn thể quý khán thính giả của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, chúng ta sẽ cùng đến với MV Thăm bến nhà rồng do nghệ sĩ Nhân Dân Thái Bảo thể hiện. Và một lần nữa xin được chúc cho nghệ sĩ Nhân Dân Thái Bảo thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công hơn nữa trong con đường âm nhạc của mình trong thời gian tới. Và những hình ảnh về thăm bến nhà rồng cũng sẽ khép lại cho chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi đến bên nhà rồng một chiều xuân nắng tỏa, hoa hàng dừa tóc xòa, nhìn sông nước xôn xao, tiếng còi thầm ôi da diết làm sao. Tưởng con ở tàu rời xa bến năm bên nhà rồng xa xưa vẫn còn đây, dưới chiếc cầu tàu nhưng nay Bác ở đâu? Bùi ngùi xót xa về những ngày qua, lúc cập thuyền ai đã tiễn người đi. Bác khăn gói biệt ly bên nhà rồng xinh, ghi tạc gia chăng quên vì nước quên ở mình người dân cả cuộc người.